nếu như mà các chị đang tìm cho mình một mẫu đầm suông có thể mặc đi dạo phố nè, đi chơi thật là thoải mái, thì chúng ta có thể chọn mẫu đầm em đang mặc trên người ha. Và đầm đang mặc trên người em là một chiếc đầm suông, bên em có được hai màu là màu đen với lại màu trắng. Họa tiết các chị thấy cũng rất là dễ thương đúng không? Chị nào mà thích những cái phong cách nó hơi trẻ trung năng động nè thì các chị thì có thể chọn cái mẫu đầm em đang mặc trên người nè. Phía sau lưng đây các chị đó sẽ có một cái khăn choàng như thế này rất là xinh, và phần sau sẽ là một cái dạng như là cái mũ á. Phía trước sẽ có một cái nguyên cái hàng chữ đây, các chị thấy rõ không, một cái hàng chữ in lên cái vải luôn, rất là xinh. Chất liệu thì nó co giãn cho các chị nè, thấm mồ hôi cực kỳ, không có bị nhăn nữa. Phần tay thì kiểu tay dài như thế này, chúng ta sẽ có hai cái dây thắt ở hai bên cổ tay, các chị muốn thì các chị có thể thắt lại như em, hoặc là các chị có thể tháo suông ra luôn thì nó sẽ thành cái phong tay loe như thế này cho các chị đó. Đó rồi, hai kiểu nha, mình mặc xăng với áo lên cũng được, hoặc là mình mặc dài tay tùy ý các chị mặc thôi. Em thấy cái form này mặc rất là dễ thương, các chị có thể phối với giày bata này, giày xanh đanh này, búp bê hoặc là dép cho em đang mang đi chơi cũng được nha các chị. Hoặc đi dạo phố các chị có thể phối hợp với lại quần dài nè, mặc thêm một cái quần sọt ở bên trong, tùy ý mọi người luôn. Hai màu trắng với đen, bây giờ em sẽ chỉ ra cái màu trắng cho mọi người xem thử là màu trắng nó có xinh hay không ha. Rồi đợi em chút xíu nha. Rồi đây nè các chị ơi, màu trắng đây, màu trắng em thấy cực kỳ dễ thương luôn. Phải nói là những chị nào mà thích những cái màu sáng nè, hoặc là các chị muốn kiểu như là nhìn trẻ trung thì các chị có thể chọn màu trắng ha. Màu đen thì những chị nào mà hơi tròn người thì em nghĩ mặc màu đen nó sẽ gọn hơn. Còn màu trắng thì mình mặc lên nhìn rất là cute luôn. Em có thể phối là một cái nón kết cho các chị coi ha. Kiểu như là mình đi chơi dạo phố nè các chị, đi du lịch nè, mặc cái đầm suông như thế này vô nhìn nó thoải mái lắm. Các chị có thể là những chị nào mà đang có em bé cũng có thể mặc cái kiểu này luôn, tại vì nó rộng quá chị, nó không có bị khó chịu ha. Tay thì nó sẽ phối với lại cái thắt nơ đen như thế này nè, dễ thương ha các chị ha. Cái phần cổ thì nó có sẽ tháo rời cũng được, ví dụ như các chị mà không có muốn mình thắt cái này á thì các chị tháo ra đây, mọi người thấy rõ không đó, rất là xinh nha. Cái này mình cột riêng cũng được nè các chị, dễ thương cực kỳ luôn. Cái này các chị có thể là cột riêng với lại những cái chiếc áo phông màu đen của mình á, hoặc là màu trắng, cột thành một cái nón hoặc là cái khăn choàng cổ rất là xinh luôn.